Hiện tại ngay bây giờ cũng đang rất là lo ngại kế tiếp về cái chuyện thuốc ngừa booster shot. Đó là chích thuốc ngừa lần thứ ba. Hiện tại ngay bây giờ cũng đang về tranh cãi có cần chích cái booster shot hay không. Và hiện tại ngay bây giờ FDA cũng đưa ra nói có lẽ là chích thúc ngừa booster shot cái thứ ba này có thể được an toàn. But cái quan trọng là ai sẽ được chích thúc ngừa trước và khi nào sẽ được chích thúc ngừa này booster shot. The of are ready for booster shots. Cái câu hỏi lòng vòng hổng rài đó là trên Hoa Kỳ có cần chích cái booster shot hay không? As as có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ có cái câu trả lời này. When an FDA panel is to vote on a ngày mai FDA họ sẽ đưa ra có cần chích cái thuốc booster shot ngay bây giờ hay không? Vào for... buổi sáng ngày hôm nay, Pfizer đưa ra nói cho biết là cái chích thuốc ngừa thứ ba booster shot là phải cần older, about... những cái người mà từ 16 tuổi trở lên sau khi được chích thuốc ngừa lần thứ hai xong rồi trong 6 tháng thì phải cần chích cái booster shot này in giống như chúng ta hậm rài nhìn thấy đó là số người nhiễm COVID-19 đột phá càng ngày càng nhiều và liên tiếp hỏng rài thì nó là như vậy. Nhiều người bị như vậy cho nên cái chuyện mà chích thuốc ngừa booster shot người ta mới đưa ra như vậy. Và của hãng Pfizer nói là thuốc ngừa của họ giống như được giảm xuống là không phải là bị về COVID-19 biến thể Delta. Và lý do mà nó bị giảm xuống, đó là thời gian. Khi chích thuốc ngừa vô trong người một thời gian rồi, thì nó sẽ bị giảm xuống. Theo hãng Pfizer nói, cái hiệu quả của vaccine chống lại COVID đó sau khi chích thuốc ngừa khoảng chừng một tuần là chích hai lần đó là giúp khoảng chừng 96%. Sau khi 4 tháng đó, thì nó sẽ giảm xuống là giúp đỡ là còn chỉ có 84%. Arguing... Có một nhóm người của FDA họ tranh cãi về chuyện này in its report accompanying Pfizer's data that the vaccines at their currently approved doses still afford protection. Và họ nói hiện tại như bây giờ thuốc ngừa đang có thì nó vẫn còn giúp đỡ cho nhiều người. Giúp đỡ cho về COVID-19 ở trên Hoa Kỳ và giúp đỡ cho ai về không có bị chết nhiều ở trên Hoa Kỳ. Moderna, citing new data, saying people who... Và ngày hôm nay, Madura cũng đưa ra những cái data mới. Những cái người mà chích thuốc ngừa của hãng đô và cũng nên cần chích thuốc ngừa lần thứ ba luôn. Có lẽ là chúng ta không có nên chậm trễ sau khi 6 tháng, chẳng thà chích sớm một chút còn hơn bị chậm trễ. Đây là theo người xếp của hãng Moderna nói cho biết. Và đây là về cái chuyện mạng sống của mọi người, cho nên cần phải thận trọng hãng Moderna cũng theo giống như hãng pfizer cần phải chích thuốc ngựa trong 6 tháng sau khi mà chích thuốc ngựa hai lần rồi đó thì đây là cái thuốc ngựa thứ ba và hãng Moderna nói cho biết là thuốc ngựa của họ cũng bảo vệ cho mọi người trong lúc này, cái chích thúc ngừa thứ ba ở trên Hoa Kỳ càng ngày thì đưa ra nỗi càng nhiều. Tại vì ngay bây giờ số người nhiễm bệnh và số người chết trên Hoa Kỳ càng ngày nó càng tăng. Chính tiểu bang ở trên Hoa Kỳ, số người nhập viện hiện tại ngay bây giờ rất là cao hiện tại ngay bây giờ bên washington là một trong những tiểu bang mà số người nhập viện rất là nhiều và ngay bây giờ đó nhà thương nhiều khi không có đủ chỗ phải đưa qua những tiểu bang lân cận nữa và họ cũng cảnh báo cho tất cả mọi người trong nhà thương có lẽ vài ngày nữa là hết chỗ ở bên washington we get to the point where we can no longer accept patients, you're going to have patients that result. Đây là ông Dr. Daniel, ông nói cho biết, với tỷ như mà chúng ta ở đây mà không có chỗ để chứa người nhiễm nữa. Và có nghĩa là chúng ta sẽ không có thể giúp đỡ cho mọi người thì số người chết có thể tăng ra. Now the Biden administration's timeline for booster shots on September 20th might theo của chính quyền ông Joe Biden đưa ra, nói là cần chích thuốc ngừa vào tháng 9 ngày 20 Tây, cái bước shot sót đó. Có lẽ là sẽ bị chậm trễ trở lại. Những cái chương trình từ bước từ bước thì phải cần CDC check đâu ra đó rồi mới được. Theo CDC thì họ nói qua tới tuần sau thứ tư thì họ mới đưa ra nói cho biết như thế nào, tại vì lúc đó họ mới có meeting mà. Có lẽ là sớm nhất đó là cuối tuần sau mới có, chứ trong tuần này là không. Và ngay lúc này đó, về chính quyền của ông Joe Biden nói cho biết là họ sẵn sàng có thể đưa ra chích thuốc ngừa booster shot lần thứ ba này nếu mà fda đồng ý thì lúc đó họ sẽ đưa ra